Xin chào anh chị, hôm nay Misa sẽ hướng dẫn anh chị kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách công nợ trên misa.sme.net. Để bắt đầu thực hiện kiểm tra thì anh chị chọn vào menu trợ giúp phía trên màn hình, chọn dòng hướng dẫn lập báo cáo quyết toán, ấn vào ô kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách. Anh chị chọn khoảng thời gian cần kiểm tra, sau đó tại mục số 4, công nợ, anh chị ấn kiểm tra ngay. Chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện các chênh lệch. Trường hợp 1, danh sách khách hàng, nhà cung cấp trùng mã số thuế. Do cùng một khách hàng, nhà cung cấp nhưng khai báo thành nhiều mã khác nhau, dẫn đến công nợ số thu, số trả có thể hạch toán lẫn lộn vào các mã này, dẫn đến sai lệch. Trường hợp này, anh chị có thể gộp các mã khách hàng, nhà cung cấp trùng mã số thuế thành một bằng cách vào menu danh mục đối tượng khách hàng hoặc nhà cung cấp. Trên danh sách khách hàng, nhà cung cấp, chọn khách hàng, nhà cung cấp cần gộp mã. Kích chuột phải vào chọn chức năng gộp. Anh chị có thể xem hướng dẫn gộp cụ thể bằng cách ấn vào đường link bên dưới phần mô tả của video. Trong trường hợp do nhập sai mã số thuế một khách hàng, nhà cung cấp nào đó, thì kế toán vào danh mục khách hàng, nhà cung cấp sửa lại mã số thuế cho đúng. Trường hợp 2, danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ chứng từ đối với đơn vị theo dõi công nợ theo hóa đơn. Nguyên nhân có thể do đơn vị thu tiền, chi trả tiền trước khi xuất hóa đơn, sau khi xuất hóa đơn nhưng không thực hiện đối trừ chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ, hoặc do thực hiện thu chi bằng các chứng từ thu chi thông thường mà không sử dụng chứng từ thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp và không thực hiện đối trừ chứng từ. Trong trường hợp này, anh chị vào phân hệ mua hàng hoặc bán hàng, chọn đối trừ chứng từ và thực hiện đối trừ chứng từ theo từng đối tượng khách hàng nhà cung cấp mà báo cáo liệt kê. Anh chị có thể ấn vào đường link bên dưới để xem hướng dẫn đối trừ cụ thể. Trường hợp danh sách chứng từ thu tiền, trả lại, giảm giá, có chứng từ công nợ bị bỏ ghi, xóa. Để khắc phục, anh chị nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ lên. Tại mục tham chiếu, nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ công nợ lên kiểm tra chi tiết. Nếu chứng từ công nợ bị bỏ ghi, anh chị kiểm tra và chỉnh sửa lại chứng từ đúng với thực tế và ghi sổ lại. Nếu chứng từ công nợ đã bị xóa thì lập lại chứng từ, anh chị tạm xóa chứng từ thu tiền, trả lại, giảm giá, có chọn đến chứng từ công nợ đã bị xóa trước đó và lập lại, chọn đến chứng từ công nợ mới lập. Cuối cùng, trường hợp danh sách chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá, có chứng từ công nợ bị bỏ ghi, xóa. Nếu chứng từ chỉ bị bỏ ghi, anh chị có thể kiểm tra, chỉnh sửa lại chứng từ cho đúng với thực tế, sau đó ghi sổ lại. Nếu chứng từ đã bị xóa thì anh chị sẽ lập lại chứng từ theo đúng thực tế, sau đó tạm xóa các chứng từ trả tiền, trả lại, giảm giá, có chọn đến chứng từ công nợ bị xóa trước đó, rồi lập lại chứng từ mới, chọn đến chứng từ công nợ vừa mới lập. Vậy là đã xong bước kiểm tra công nợ. Kính mời anh chị đón xem video tiếp theo, kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách, tài sản cố định trên phần mềm misa.sme.net. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo. Chào!